Bên kia là nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng, thầy của mình. Đây là anh Đại Dương. Đấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi chọn thức ăn. Chích đang lựa món khai vị. Khai vị món chiên nè. Món khai vị. Rồi kế bên đây là có cô Sao Quỳnh nè. Đấy. Mấy thứ gì đây Sao Quỳnh? Đây là đồ ăn đặc, đây là lẩu. Đó. Không khí ở đây nó như thế nào? À lát nữa ăn xong mình sẽ đi thử cái không phá à. Double WC ở đây. Cô Quỳnh nói ở đây nhà vệ sinh kinh khủng lắm, kinh dị lắm. Thì hồi tí cô Quỳnh sẽ dẫn mọi người đi. Đây anh Dương nè. Bác sĩ. Sĩ Đại Dương. Đây thầy Hùng đây, thầy Nguyễn Duy Hùng đây. Hello, mấy chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn buffet cùng với cả một số nghệ sĩ. Nó có và trong lúc chờ đợi món lên thì mọi người tìm món ăn vặt để đợi cho nước lẩu nóng lên, thì chút xíu nữa mình sẽ đi một vòng những cái món ăn vặt cũng như những cái đồ chế biến rau cải đây cho mọi người cùng xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá toilet ở ngoài mưa rất là lớn. Ok đi thôi, cô Huỳnh sẽ dẫn đi. Nào đi đây đi đây. Hai giờ đêm, ý là cô nói là nếu mà trời buổi tối thì đáng sợ đúng không? Chứ giờ chưa chưa đâu đáng sợ đâu. Ra đi. Ui. Chit Chit Channel. Tòa nhà Tận Kiều. Và hiện tại là có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng, nhạc sĩ Sa Huỳnh và anh Nguyễn Đức Đại Dương, họa sĩ, và gia đình Chit Chit. Hiện tại mình đã order xong. Đây là cái bảng giá menu hôm nay này. Thì ở đây có ba mức giá, một là suất buffet 199 này, rồi tới 239, tới 279 và cuối cùng là 329. Thì hôm nay thầy Hùng mời Chit Chit ăn, tất cả mọi người ăn suất 329. Đây là cái món ăn vặt này. Món gỏi này. Đây, trong lúc chờ đợi lẩu cũng phải ăn món mì xào này. Và đây là những cái đồ mình cho vào lẩu nè. Đấy. Rồi những món ăn vặt trong lúc chờ đợi. Theo đó là những cái món mình có thể tự pha chế nước chấm luôn. Pha chế nước chấm tại đây. Là cái bàn ăn thịt soạn nhất tôi từng thấy, rồi hình soạn nhất tôi từng thấy đây, quá trời luôn, một khay đồ bò trong kia, thịt bò trong kia, còn một cái nón thịt bò nữa nè. Hôm nay là ngày may mắn đấy, hôm nay là một ngày rất là may mắn cho chúng tôi đi ăn được là tức là một cái phần mà mắc nhất nhưng mà được tính về giá rẻ đấy,
đúng không? Đây tức là may mắn. Hôm nay là ngày lễ đúng không? Ngày lễ gì đó? Lễ gì thầy? Lễ gì? Em trước hay thánh chính thầy? À nghe. Mày ngọc văn chính với lại đó có thằng Kiều Plaza này đặc biệt ở chỗ gì đó hay khuyến mãi lắm. Tại vì không được đâu lắm. Là vắng vẻ. Mọi người hiểu không? Cô đang món gì đó cô? Món này đang ăn hớn hở luôn đây. Ủa sao anh Dương ăn chay hả? Sao không thấy anh Dương ăn gì vậy? Ăn chay à? Ủa sao như thế hả? Rồi. Đây là bò Mỹ này, xịn này. Nó có nhiều vân mỡ thì nó càng nhiều vân mỡ thì nó càng mềm. Đó, bò này rất là ngon. Nhúng vô ăn á thầy. Nhúng vào. Thầy nhúng đấy thầy, thầy nhúng phát này em quay cho thầy. Thôi cô Huỳnh chứ, chuyên gia nhúng. Đây chuyên gia cô Sa Huỳnh sẽ nhúng thử bò này. Thầy yêu cô. Chuyên gia thật lặng đó mà. Thợ lặng đó. Ngon lắm. Thợ lặng đó hả? Cô Huỳnh là thợ lặng đó nha mọi người. Nhúng như vậy trong vòng 20 giây. Cô nhúng là giặt đồ vậy. Trời ơi. Ngon. Có kinh nghiệm nha. Có kinh nghiệm như này rồi, chuẩn bị con nếm thử luôn nè cô. Cô bỏ chén con nếm thử miếng bò này đi. Con nếm thử cái bò này coi. Đây bò này mới xúc xắc nè mà. Đúng rồi, cho hết bò vô. Trời ơi. Phải nhúng nhúng vậy nè, nhúng lên nhúng xuống. Trời ơi. Nhìn anh Dương kìa, anh Dương để cái trời ơi, rồi giờ con nếm thử đi cô. Được rồi con. Hỏi nha con. Ông trời đúng là thịt bò đúng không cô? Ngon lắm. Ngon như thịt bò. Để anh Dương thử nè. Nè. Trời ơi, như thịt bò, như thịt bò. Trời ơi, anh Dương diễn dữ quá anh Dương à. Đây là miếng chảo cua. Hot YouTuber. Em sẽ nổi tiếng. Mình livestream từ 12 giờ trước. Trực tiếp luôn không? Giống cái đứa mà ăn nhiều bên bên nước ngoài, bên Hàn Quốc gì đó, có mấy bà nhiều đó. Đúng rồi, còn người đứa như Nhật ấy, anh thấy người Nhật ăn. Ăn thiệt vậy? Ăn thiệt cái gì? Trời giỏi vậy. Chích chừng. Rồi, kết thúc mọi người ơi. Đã có một bữa ăn thịnh soạn tại Hotpot ở Thượng Kiều Plaza cùng với lại cô Sa Huỳnh. Thì cô Sa Huỳnh có cảm nhận gì không? Ừ. Hôm nay đi với mấy đứa rất là trẻ khỏe, giống như là được sống chua vậy đó. Này cô uống mấy chai rồi, uống mấy lon rồi? Chỉ có 2 lon Crystal thôi, nhưng mà là cảm thấy rất là vui. Cô được hoài sân, cô được hoài sân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi coi phim. Bây giờ mình sẽ đi thám hiểm nha. Thám hiểm ạ. Tạm biệt các bạn, nhớ like và ủng hộ cho kênh nha. Bye bye. Nhớ like và subscribe cho Chit Chit Channel các bạn nhé. Rồi. Rồi. Đây là đâu nữa? Lên nữa đi. Thôi chờ thầy Hùng luôn đi. À. Xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt ở Fashion Hùng Vương. Để mình đi coi phim với lại cô Sa Huỳnh. Một bộ phim mà cô có nhiều review rất là hấp dẫn, rất là một phim tên lẹ. Nhưng mà bây giờ mình đang ở cái đường đi. Không có đường lên như thế này à? Không thấy đường, nó hôi luôn rồi. Không, một tiếng người luôn rồi. Rồi. Lên nè. Chết vô mua bốn vé nè, tiền nè. Đó. Mua bốn rồi thiệt luôn các bạn. Ủa, là mình đó. Hồi nãy ăn á thì bao cái thách mốt. Còn bây giờ ăn á, bây giờ đi coi phim á thì bao luôn cái đặt xe GG. Sẽ đi. Mua vé.
Cô mình đỡ no chưa? Đỡ rồi. Cô hành chọn vé ghế kìa. Cho em 8911. Có thể là viên với CV không chị? Có. Từ đầu diễn lần danh Christopher Nolan tên anh đọc số điện thoại cũng được á. Dạ 098 7476 547. Nó ra rồi. Em xin tên của chủ thẻ luôn. Nguyễn Ngọc Thịnh. Thẻ mình có 145 điểm. Dạ. Của mình 4 máy là 360. Em lên 500 có mình. Dạ có. Trời thầy. Ơ trời đất ơi thầy kìa. Xem gì đó? Xem rồi, giờ đi. Bây giờ thì đừng mà xin giờ xem phim.